người. Chín luôn nè, nhìn hấp dẫn lắm mọi người ơi. Nó thơm, khá là thơm luôn á. Cái mùi cá tươi cộng với cái hành, với cái tỏi á, cái mùi bay ngang qua mũi chịu không nổi luôn á. Bây giờ phải ăn thôi mọi người. Đây nè mọi người, lâu lắm rồi mới cho dọc nước, bây giờ chạy nè. Thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Phá quá trời phá luôn. Cherry ơi. À coi. À đây, đây. Đây nè mọi người, cho cô xem con heo ú nê ú nần đây. Quá trời bự luôn. Cái này bí, cái này là bầu nha, mà nhìn nó xanh mức ruột. Nó xanh, cái màu này là cái màu xanh xanh đậm này, chứ không phải là cái màu xanh nhạt nhạt giống như là ở chợ người ta bán á mọi người. Trời, cái bầu này chắc tầm khoảng màu trái này chắc tầm khoảng 5 kg quá. Đang trái nữa nè. Trời ơi, khá là to luôn nè. Wow, đẻ quá mọi người. Nhìn đẻ quá. Này ăn gì hết trời. Trời ơi, coi nè, kêu lụng la lụng lẳng luôn nè. Trời ơi, quá đẻ luôn á. À, mới hái một trái rồi mọi người. Bây giờ còn hai trái bự chà bá này chắc để ở đây. À. Nhìn thấy đẻ quá, cưng quá, cưng quá. Thấy quả bịch bịch. Ôi, cái chuối bây giờ nó cũng lớn rồi nè. Cái này là cái vàng mướp nè. Vàng mướp nó đang leo nè mọi người. Ôi, nhìn đã quá. Xanh mướp ruột luôn á. Nè. Đây nè mọi người. Cái cây cà tím có tí xíu 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 rồi mà có được một cái nè. Nhìn thấy cứng chưa? Xíu 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 thôi. Thôi nè, nhìn cưng xỉu luôn á. Nhìn dễ thương quá. Này có nên hái không ta? Trời sao mà nó đứng được thẳng được hay vậy trời. Trời, nó nhỏ như vậy mà sao có được một trái hay dữ vậy. Đây nè. Trời, nó đứng thẳng luôn nè. Công nhận gọi là công phu cao ghê luôn. Nhìn đẻ quá. Nó thích quá. À, bên này là cà dĩa nè. Cà dĩa lúc trước không có làm rồi đó. À, bây giờ cũng sắp hết trái rồi. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hương Bùi Family nha. Mọi người, bây giờ Hương sẽ đi trồng hành nè mọi người. Tại vì cái hành Hương để trong ngăn mát tủ lạnh á, thì nó cũng đã mọc những cái mọng như thế này rồi. Hương sẽ đi trồng để... trồng trong một cái chậu nhỏ thôi. Hương thử trồng bằng cái hành tím này xem thử có hiệu quả không. Tại vì Hương thấy nhiều người trồng cũng có thể lên được cái hành lá để mình ăn á. Thì bây giờ mọi người cùng theo Hương đi trồng hành nha. Đây là hai cái chậu mà Hương đã ủ sẵn lá cây này với phân rồi nè. Đây, thêm chậu này nữa. Nhưng mà nghĩ trồng trong hai cái chậu này là được rồi. Không cần phải trồng nhiều đâu. Bây giờ cái phần này nè mình sẽ cắt bỏ ra như vậy nha. Và nó có cái rễ này hay là mình để lại ta? Thì nó đã mọc rễ rồi. Có một cái rễ rồi nè. Nó mọc rễ rồi nè, tại vì nó có cái rễ non này. Bây giờ sẽ lột ở đây thôi. Lột cái này để trồng vô đây thôi. Rồi đất như này nè, mọi người thấy không? Thì nó có mùn nè. Đây. Trồng xuống đây thôi. Cái này cũng lột lá ra nha. Cái này cũng lột ra nè. Rồi tiếp theo trồng như vậy.
đây mọi người, cái này là cá ồ nha mọi người, cá ồ này. Cá ồ này thì Hương sẽ làm cái món là cá ồ nướng, tại vì mọi người biết mà ở Phú Yên khá là nổi tiếng với cái món là cá ồ nướng, đặc biệt là cá ồ nướng muối ớt á mọi người. Bây giờ Hương sẽ đi đâm muối ớt và Hương ướp cái này nha, để mình làm cái món cá ồ nướng nha. Bây giờ Hương sẽ bắt đầu ướp cá nha. Cái phần gia vị mình đã đâm xong rồi nè. Mọi người đâm là Hương dùng là muối muối hột á mọi người. Muối hột để mình đâm cho nó đỡ mặn, tại vì nếu mà muối iốt thì nó sẽ mặn hơn và cái vị của nó sẽ mặn chát. Còn cái muối hột này thì nó sẽ đầm hơn. Mình ướp muối hột nha, khoảng 2 muỗng cà phê muối hột, nửa muỗng cà phê đường, ớt, bột ngọt với hành tím và tỏi. Bây giờ cô điền như thế này, cô điền ra, vừa ra hết nha. Cô điều rồi mọi người, để tầm khoảng 15 phút cho cá thấm rồi mình đem đi nướng nha. Hương sẽ nướng trong cái nồi chiên không dầu, cho nên là sẽ thoa một lớp dầu lên đây mọi người. Hương vừa nướng xong cái khoai lang nè mọi người. Nhà Hương cực kỳ thích ăn cái khoai lang nướng luôn á, tại vì bây giờ có cái nồi chiên không dầu á, nướng rất là tiện lợi luôn. Chỉ cần khoảng 20 phút là có được cái khoai lang này rồi. Bây giờ Hương sẽ lấy cái khoai lang này ra và đi nướng cá nha. Bây giờ Hương sẽ bỏ cá vô để nướng nha mọi người, tại vì một tay cầm camera, một tay gắp cá hơi khó. Cái cá này á mọi người, ở Hương á thì thì mình dùng để cuốn bánh tráng á, ăn cực kỳ ngon luôn. Rồi, thêm một con nữa. Mình sẽ nướng nha. Tại vì nướng cá thì không cần phải nhiệt độ cao đâu mọi người. Đây, mình cho mọi người xem nè. Đây, nướng cá khoảng tầm 180 phút. Ôi, tới 20 phút luôn. Bây giờ nhấn thử đi ha. Đây nè mọi người, cá cũng chín rồi nè mọi người. Wow, thơm phức luôn á, nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ Hương sẽ nướng thêm 2 phút nữa nha. Hương sẽ cho thêm một tí xíu đây nè, cái hành này vô nè. Thôi nó hơi bị ngược cây cho nên là nó không có thơm đều được. Hương sẽ lọc ức cái phần này lên cho nó chín đều cái phần này. Và thơm quá mọi người. Ở Hương là cái cá ồ này nè, ăn với cái bánh tráng á, cuốn rau sống á, phải gọi là nhức nách luôn á. Phải làm một cái chén mắm thiệt là ngon mới ăn được. Hương sẽ cuốn thêm một cuốn bánh tráng nha. Còn cái thịt nó này dai quá, khá dai ngon luôn á. Wow. Nóng hổi luôn, nóng hổi luôn. Cái này cuốn không ăn à. Đây này, bánh với mắm đây nè mọi người. Ngon quá. Ngon. Tuyệt vời lắm. Rất tươi, thịt dai. Vừa ăn.